Sắt mỹ thuật Vũ Gia, chuyên sản xuất, thiết kế và thi công cổng sắt mỹ thuật, hàng rào, lan can, các sản phẩm công trình sắt thép. Với sản phẩm thiết kế thẩm mỹ chất lượng cao, được sơn theo quy trình chống ăn mòn của tàu biển giúp tăng tuổi thọ gấp 3 lần. Quy trình lắp đặt nhanh chóng và tiện lợi cùng chiết khấu hấp dẫn, chế độ hậu mãi tận tình, bảo hành uy tín. Hãy truy cập ngay website vugiastein.com, liên hệ hotline 0987 239 249 hoặc liên hệ Zalo 0917 399 544 để được tư vấn và thiết kế miễn phí. Dùng robot lọc hồ sơ ứng viên, ngân hàng lớn nhất Singapore thành công rực rỡ. Con robot tiên Dream đã giúp chất lượng hồ sơ ứng viên của DBS, ngân hàng lớn nhất Singapore được cải thiện mạnh mẽ. Sử dụng trí tuệ nhân tạo, Dream đang tăng đáng kể tốc độ duyệt hồ sơ ứng viên cũng như chất lượng nhân sự của DBS. Theo thống kê, 1/3 số ứng viên vượt qua vòng sơ tuyển của Dream chính thức được tuyển và làm việc cho DBS. So sánh với tỷ lệ 1/7 số ứng viên qua vòng sơ tuyển được nhận trước đây, Dream đã chứng tỏ được hiệu quả vượt trội. Dưới thời giám đốc điều hành Peter Scotta, DBS đã nỗ lực thiết kế lại cách hoạt động của chính mình từ một ngân hàng lớn sang một doanh nghiệp công nghệ. Chatbot tuyển dụng là một trong những sáng kiến công nghệ được DBS đưa ra trong những năm gần đây. Chìa khóa thành công của Dream chính là việc áp dụng trí tuệ nhân tạo vào tuyển dụng. Vì là robot nên Dream hoàn toàn loại bỏ được thành kiến trước các hồ sơ, điều các nhà tuyển dụng bằng sơ bằng tì thường mắc phải. Chẳng hạn, con người thường có xu hướng không công bằng trước các ứng viên ở các nền tảng giáo dục nhất định. Nếu họ từng tuyển được những người ở một trường nào đó, họ sẽ dành cho những ứng viên khác tới từ ngôi trường đó những sự ưu ái mà đôi khi chính bản thân họ cũng không nhận ra. Susan Chong, trưởng bộ phận nhân sự của DBS nhận định rằng, Dream công bằng một cách tuyệt đối, nó sử dụng thuật toán học để lọc ra những người tiềm năng ở vòng sơ tuyển. DBS là một trong những doanh nghiệp toàn cầu đang sử dụng trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng tuyển dụng. Một nghiên cứu năm 2017 của PricewaterhouseCoopers cho biết khoảng 40% công ty mà họ khảo sát sử dụng AI để tăng tốc và cải thiện chất lượng tuyển dụng. CEO Gupta nói về con robot tuyển dụng của mình tại một hội nghị do Bloomberg tổ chức rằng nhờ Dream, chất lượng tuyển dụng của chúng tôi đã được cải thiện đáng kể. Nói theo cách khác, nó giúp chúng tôi tìm được người mà mình muốn. Dream là tên viết tắt của Job Intelligence Manager. Không chỉ chọn ra những ứng viên chất lượng cao, con robot này còn rút ngắn đáng kể thời gian tuyển dụng. Trung bình, mỗi nhà tuyển dụng hiện mất khoảng 30 phút để đánh giá sơ bộ cho một ứng viên, thì sự xuất hiện của Dream khiến cho thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 8 phút. Đây là điều quan trọng với DBS, nhất là trong bối cảnh ngân hàng này đang gia tăng quy mô hoạt động, đòi hỏi tuyển dụng nhiều người để thực hiện hóa các mục tiêu mà ngân hàng đề ra. Năm 2018, khoảng 5.000 hồ sơ nộp vào DBS cho 400-500 vị trí hoạch định tài sản. Họ sẽ chuyên trách giải quyết các nhu cầu đầu tư của các khách hàng trong lĩnh vực bán lẻ. Sau khoảng 18-24 tháng, các nhà hoạch định có cơ hội chuyển sang những vị trí cao hơn, có thể bao gồm việc phụ trách giao dịch với các khách hàng lớn hơn. Không chỉ duyệt hồ sơ, Dream còn có thể trả lời các câu hỏi phổ biến mà những ứng viên quan tâm, bao gồm thời gian duyệt hồ sơ của DBS, thời gian thử việc cũng như triển vọng phát triển sự nghiệp ở ngân hàng. Những hồ sơ mà Dream lọc sẽ tiếp tục được đội ngũ tuyển dụng đánh giá. Họ mới là những người ra quyết định cuối cùng xem ứng viên có được phỏng vấn trực tiếp hay không. Dream không chỉ nói tiếng Anh, nó còn có thể nói chuyện với các ứng viên bằng tiếng Bahasa của Indonesia và tiếng Trung Quốc. Những tính năng này giúp Dream có thể đáp ứng được những đòi hỏi trong tuyển dụng khi DBS mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang Trung Quốc, Đại Lục, Đài Loan và Indonesia. DBS không loại trừ việc sử dụng AI để giúp Dream có thể đảm trách được các công đoạn sau của quá trình tuyển dụng, chứ không chỉ dừng lại ở việc lọc hồ sơ ứng viên. Đại diện của DBS chia sẻ, hiện tại, chúng tôi không muốn bỏ đi yếu tố con người trong quá trình tuyển dụng. Tuy nhiên, chúng tôi sẵn sàng tìm hiểu xem AI có thể đóng vai trò đến mức nào trong các cuộc phỏng vấn trực tiếp với các ứng viên trong tương lai. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và hoạt động đang trở thành xu thế mới của các doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu. Thậm chí, người ta còn cảnh báo robot sẽ thay thế nhiều nhân sự trong các lĩnh vực, không chỉ sản xuất mà còn cả ở lĩnh vực tài chính ngân hàng. Những lợi thế mà robot mang lại cho doanh nghiệp đang ngày càng được thừa nhận. Sự xuất hiện của Dream có thể khiến nhiều người cảm thấy lo ngại về việc bị robot thay thế dù họ làm việc trong môi trường không có tính lặp đi lặp lại. Dẫu vậy, như DBS đã chia sẻ, yếu tố con người vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng trong những hoạt động nhất định của doanh nghiệp, đặc biệt là trong ngành tài chính ngân hàng. Theo Linh Anh, trí thức trẻ, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo hiệu quả, giá rẻ bất ngờ. Liên hệ ngay Đinh Nghĩa Studio a@gmail.com, số điện thoại 0964002593.